Chào các em, trong video ngày hôm nay tôi sẽ cùng các em đi chữa tiếp đề kiểm tra cuối kỳ số 11 trong cuốn sách đề kiểm tra toán 1 học kỳ 1 theo chương trình cánh diều. Chúng ta đi vào phần 1, phần trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, số hỏi chấm. Để bài hỏi đĩa ở giữa có mấy miếng bánh, chúng ta quan sát thì đây sẽ là đĩa ở giữa, đĩa bên trái và đĩa bên phải. Đĩa ở giữa sẽ có 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy chúng ta chọn đáp án C. Câu 2, số cần điền vào số hỏi chấm. 10, 7, 4, hỏi chấm. Chúng ta quan sát này. 10, 7, 4, hỏi chấm. Xem có quy luật gì không? Chúng ta có 10 trừ đi 3 thì bằng 7. 7 trừ đi 3 thì bằng 4. Tương tự chúng ta sẽ có 4 trừ đi 3 thì bằng 1. Như vậy số cần điền sẽ là số 1, đáp án C. Câu 3, số lớn nhất trong các số 1, 7, 5, 3 thì chúng ta sẽ thấy rằng đáp án B, 7. Câu 4, chúng ta điền số thích hợp vào số hỏi chấm. Đề bài cho 10 trừ 4 lớn hơn hỏi chấm trừ đi 3 và lớn hơn 2 cộng 1. 10 trừ 4 thì bằng 6, lớn hơn hỏi chấm trừ đi 3, lớn hơn 4. Như vậy chúng ta thấy rằng hỏi chấm trừ đi 3 sẽ bằng mấy nhỉ? Sẽ bằng 5. Như vậy thì mấy trừ đi 3 thì bằng 5. Chúng ta có 8 trừ 3 bằng 5. Như vậy dấu hỏi chấm chúng ta điền số 8. Vậy câu 4 chọn đáp án B. Câu 5, để bài yêu cầu chúng ta nối các hình vẽ với các đồ vật tương ứng. Hình vuông có dạng chiếc bánh chưng, có chữ Tết này. Hình chữ nhật có dạng chiếc điện thoại. Hình tròn có dạng chiếc cúc áo và hình tam giác có dạng chiếc eke. Chúng ta sang tiếp phần 2 với bài số 1. Đề bài yêu cầu điền số vào ô trống. 4 cộng 5 bằng 9, 3 cộng 6 bằng 9, 10 trừ 9 thì bằng 1, 4 trừ mấy bằng 3, 4 trừ 1 bằng 3. Bài 2 cũng là một dạng toán quen thuộc. Tới tuần thứ 11 này rồi thì các em thực hành các bài tập này cũng rất là dễ rồi. Khi các bạn mà học thuộc bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 thì đề bài này các bạn chỉ cần hoàn thành trong khoảng 5 đến 10 phút thôi. Rồi, 7 cộng 1 trừ 5, 7 cộng 1 thì bằng 8, 8 trừ 5 thì bằng 3. Chúng ta điền số 3. 7 trừ 4 cộng với ô trống bằng 10. 7 trừ 4 thì bằng 3. Như vậy 3 cộng với ô trống bằng 10. Như vậy chúng ta điền trong ô trống số 7. Vậy chúng ta điền số 7. Bài 3, điền dấu thích hợp vào ô trống. Chúng ta cần so sánh giữa 6 và 8 trừ 3. 6, 8 trừ 3 thì bằng 5. Như vậy thì 6 lớn hơn 5. Chúng ta điền dấu lớn hơn. 7 cộng 2 và 8 cộng 7 cộng 2 và 2 cộng 8. 7 cộng 2 bằng 9. 2 cộng 8 bằng 10. 9 bé hơn 10. Chúng ta điền dấu bé hơn. Bài 4. Sắp xếp các số 7, 3, 9, 0 theo thứ tự từ bé đến lớn. Như vậy chúng ta phải đọc các số từ 0 đến 10 theo chiều tăng dần. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy chúng ta sắp xếp được theo chiều 0, 3, 7, 9. Bài số 5, để bài yêu cầu chúng ta viết phép tính thích hợp với bức tranh. Trong bức tranh của chúng ta, đó là một chiếc xe buýt. Trên xe buýt hiện tại có mấy người nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Hiện tại đang có 5 người. Sau đó thì có một nhóm học sinh gồm có 1, 2, 3, 4, 5. 5 bạn đi lên xe. Như vậy chúng ta thực hiện phép tính cộng. 5 cộng 5 bằng 10. Bài 6, để bài hỏi hình bên có mấy hình tam giác, chúng ta cần phải quan sát và đếm xem hình bên có mấy hình tam giác nhé. Chúng ta đếm các hình tam giác nhỏ, cũng có một hình này, 2 này, 3, 4. Hình tam giác 1, 2 là 5, hình tam giác 3, 4 là 6, hình tam giác 1, 2, 3, 4 là 7. Như vậy chúng ta có tất cả 7 hình tam giác. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 6, cũng là bài tập cuối cùng để kiểm tra cuối kỳ số 11 này rồi. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo.